Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đen 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 đen. Ô, anh Lệ Vi. Con này tôi có xem ở trong phim. Con này là cái con nhỏ nhưng mà cái đầu của nó rất là to. Theo như tôi xem phim hình như là phải đánh vào gáy của nó đúng không? Đấy. Uầy. Nữa đâu. Chưa kịp làm gì luôn. Đây để đi ra ngoài cái hồ này uống miếng nước coi. Cái gì vậy trời? Ủa gì vậy? Ủa con gì giết tôi vậy? Từ bay cao hơn xíu để mình canh cho dễ. Rồi chém nè. Chém. Ui hụt bay chạy. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Yes sir, và hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay chơi gì ta? Quên, trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft sinh tồn nha các bạn. Nhưng mà không phải là sinh tồn bình thường, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft sinh tồn phiên bản cái gì ta? Titan, đúng rồi, Titan. À, dạo gần đây tôi xem ở trên Facebook á, tôi thấy có nhiều người chia sẻ là hình như là cái bộ anime Attack on Titan á. Tôi không biết tôi đọc đúng không nữa, tại tôi không có xem, xin lỗi các bạn nhiều nha. Nhưng mà tôi nghe bảo hình như là đã đến tập cuối rồi và đã kết thúc rồi. Trời ơi, tính ra ngày xưa nếu mà nói không xem thì tôi cũng không đúng, mà ngày xưa tôi cũng có xem, nhưng mà tôi chỉ có xem ở như là chắc khoảng mười mấy tập đầu thôi à, tại vì coi để cho biết á các bạn, tại vì thấy nhiều người cũng nhắc tới bộ anime rất là hay và xem thì cuốn thiệt, nhưng mà nghe bảo đâu là hình như là cái kết của nó nghe buồn lắm đúng không? Chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay tôi vừa mới lên mạng và tôi phát hiện ra có một cái con mod này rất là hay. Đây là một cái mod về Titan ở trong Minecraft. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau sinh tồn Minecraft phiên bản Titan nha. Let's go. Ok, vào game thôi. Trời, tính là lâu lắm rồi mới chơi lại Minecraft sinh tồn á mấy ông. Ok, bắt đầu đã nào. Let's go. Để coi thế giới này Minecraft sinh tồn phiên bản Attack on Titan nó có gì lạ. Đây, có cái lạ rồi đó. Đây, để lại xem coi. Đây, con này là cái con Titan đúng không? Đây, thấy nào. Ui, nó cao tới à. Nhưng mà mình đứng xa vậy nó có thấy mình không ta? Hay mình lại gần nó mới đánh mình ta? Để mình lại gần mình xem coi, mình cũng chưa có. Chết thiệt mấy má. Ui dồi ôi, chị đẹp. Đây rồi. Đây là cái con Titan. Mình xem ở mấy cái tập đầu á, hình như đây là cái con Titan mà ăn thịt mẹ của Eren đúng không? Oh my god, thiệt luôn. Nhìn trong game nhìn kinh tí à. Mà có cái này á là mình mong rằng là mấy bạn nào á mà là xem anime, có xem cái bộ anime đó thì mấy bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì là mình thứ nhất á là mình cũng ít xem anime, cho nên là mình cũng không rành về những nhân vật ở trong phim lắm. Nhiều khi mình đọc tên, nhiều khi cũng không biết đúng hay không. Cho nên là rất là mong mấy bạn sẽ thông cảm cho mình nếu như mình có đọc lỡ sai đoạn nào á nha. Ok. Và ủa cái gì đây? Ủa gì đây? Sao có con gà ở đây vậy? Ủa? Sao con gà đi mà hai chân ở đây vậy? Ui. Cái gì vậy má? Vừa mới vô chưa gì là thấy chết hết hai lần là thấy hơi mệt rồi nha. Thôi bây giờ phải sinh tồn nghiêm túc nè. Bây giờ là tôi sẽ đi chặt một ít gỗ và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem coi có chế tạo được những cái vũ khí nào đó mà nó ở trong cái bộ anime của chúng ta không nha các bạn. Ok, để qua đi chặt gỗ đã. Đây, lấy gỗ thôi. Ủa mà khoan, sao mà cảm giác chặt nó lâu thế nhờ? Trời ơi, chặt từ nãy giờ mới xong cái cây. Ui, nhưng mà trong cái bản mod này là mình chặt cây một phát thôi là nguyên cái cây nó đổ ra luôn. Hợp lý nha, tính ra vậy tiện phết đó chứ. Đây, trước tiên là tôi sẽ lấy gỗ ra làm tôi một cái bàn chế tạo. Theo như cái kinh nghiệm chơi Minecraft sinh tồn của tôi á, là vừa vào chúng ta nên làm cái cây cúp gỗ trước nha mấy ông. Mấy ông biết chi không? Làm cái cúp gỗ trước tại vì chúng ta sẽ đào đá, chúng ta làm đồ đá luôn đi cho nó xịn hơn. Đấy, đây, để qua đây đào đá nè. Ok, ba cục đá rồi, đủ rồi đó. Bây giờ qua chế cái cúp đá coi. Ok, làm một cây cúp đá để một tí nữa đào đá cho nhanh. Ủa bên đây có cái cây gì cam cam ta? Ủa, tổ ong á. Ủa hình như bên này có cái tổ ong to thế à. Ủa mà mình lại gần mình lấy mật ong được không nha? Mà khoan, từ mật ong trong đây nó có giúp ích được gì không ta? Lỡ lạng quạng đụng với mấy con ong cái đầu nó tấn công nó là chết. Ui, bên đây lại có thêm con Titan xuất hiện đó nè. Ui, quanh đây nhiều Titan thế nha. Tốt nhất là không nên lại gần nó trong cái thời gian đầu này đâu. Thôi cái tổ ong này chắc cũng không giúp ích được gì đâu, nhưng mà khoan từ, không biết bên trong có gì không ta, để tôi thử tôi chui vào bên trong, không biết bên trong nó có gì đặc biệt ở trong không, biết đâu có rương hay gì sao. Ok, đập cái mật ong đó nè. Ồ, đây là bên trong hả? Bên trong thì có tổ ong thôi chứ cũng không có gì ở bên trong hết. Nhưng mà bây giờ mình chắc cũng không cần mật ong đâu cho nên là cũng không cần lấy đâu. Ở trong phim á là tôi nhớ hình như là nó có mấy cái vũ khí như là cái cây cái này đúng không? Đây nè, đúng không? Đây. Cái này là cái kiếm ở trong phim nè đúng không? Đây, trong anime nè, và đây là bộ đồ nè. Hình như là mình có thể chế tạo được mấy ông ạ. Và hình như là tôi nhớ là chúng ta phải tạo ra cái này trước. Cái này chính là một cái mà trong những cái tập đầu tiên tôi xem á, hình như là dùng để cho Eren tập giữ thăng bằng ở trên cái gì ta? Cái đó là gì nhờ? Cái đó là cái gì? Cái gì? Băng
bắn ra được hai cọng dây xong đu nhờ. Nói chung là cái đó để mình giữ thăng bằng các bạn, thì hình như là tôi phải chế cái đó trước. Để tôi xem coi cái đó chế sao đây. Chúng ta sẽ cần đến đá mịn với lại một sợi chỉ à. Và cái sợi chỉ này là lấy từ con nhện nè. Còn đá này thì tôi có thể đào mấy cục đá tôi lấy. Ok, tôi sẽ qua đây đào một ít than với một ít đá để chúng ta chế tạo cái máy đó nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có được vũ khí để tiêu diệt mấy con Titan à. Ok, hình như là được 21 cục đá nè, 21 cục là đủ rồi. Bây giờ lên chế cái lò nướng cái đã. Bấm vào đây, rồi sau đó là chế cho chúng ta một cái lò nướng trước. Lâu quá không chơi sinh tồn Minecraft cho nên có nhiều cái ở trong đây chế tạo tôi quên mất mau à. Đây, bỏ cục đá vô, bỏ than vô để nung nó ra là chúng ta sẽ được cục đá bình thường. Xong nung thêm lần thứ hai nữa là sẽ được cái đá mịn, ok. Bữa trước có nhiều bạn hỏi tôi là ủa anh Phong ơi, bộ anh bỏ cái series mà chơi Minecraft sinh tồn cùng với em trai rồi hả? Thì thật ra là không phải là tôi bỏ nha mấy ông, mà tại vì là thằng em của tôi dạo này nó phải đi làm việc kiếm tiền các bạn. Nói chung là tôi thì tôi làm YouTube, còn em tôi thì không có làm YouTube, cho nên là em tôi phải đi gọi là làm ở shop hero á, để gọi là có tiền lương một tháng dù gì cũng lớn rồi các bạn, cho nên phải đi làm kiếm tiền chứ đúng không. Cho nên thằng em tôi cũng hơi bận xíu cho nên là không có rủ nó quay được. Chính vậy cho nên là sắp tới đây á là tôi chuyển nhà mới thì tôi nghĩ là tôi sẽ rủ nó vô để quay cùng với tôi tiếp cái series đó nha. Rồi bây giờ nung cái cục đá này thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ có được cái cục đá mà chúng ta cần. Đây, đá mịn đây. Sẽ chỉ bây giờ là chắc là phải chờ mấy con nhện buổi tối nó xuất hiện rồi sau đó mình giết nó. Rồi ơi, một cặp đôi cơm chó Titan đứng chung với nhau luôn mấy má ơi. Từ từ, hy vọng là không có con nào nó thấy tôi xong nó chạy lại gần tôi. Rồi, được ba cục đá mịn này nè. Bây giờ là đi kiếm mấy con nhện thôi. Đây rồi, ở bên đây có mấy con cù này, để tôi qua tôi giết mấy con cù để tôi làm giường ngủ đã. Ok, một con. Rồi, con thứ hai. Cái gì đây? Ủa, Titan gì? Con này tôi có xem ở trong phim. Con này là cái con nhỏ nhưng mà cái đầu của nó rất là to. Ôi, nhìn trong game nhìn nó bựa nha. Mà từ từ, không được lại gần nó. Lại gần nó là nó đuổi theo chạy không kịp đâu. Mấy Titan này chạy nhanh lắm á. Ui trời, cũng gần tối rồi nè, hợp lý. Từ từ khoan, bây giờ là cần phải làm một cái giường ngủ trước đã. Sau khi tôi giết được xong cái con nhện, tôi lấy sợi chỉ rồi thì tôi sẽ đi ngủ để cho trời sáng. Ơ nhưng mà tôi nhớ là hình như là trước tôi có coi trong anime là buổi tối là mấy con Titan là nó sẽ không thấy đường đúng không? Hình như là ở trong game Minecraft này hình như là buổi tối là mấy con này nó sẽ biến mất. Vậy thì cũng an toàn. Từ để nướng cục thịt ăn đã, bây giờ đang bị hết máu rồi, để nướng thịt ăn cái. Ồ, chuẩn luôn mấy ông ạ. Buổi tối là mấy con Titan nó biến mất hết trơn rồi, vậy là coi như là an toàn rồi đó. Ok. Rồi lấy miếng thịt nè, ăn rồi chờ coi có con nhện nào xuất hiện quanh đây không ta. Để tôi chạy xung quanh đây tìm coi có con nhện nào quanh đây không. Chế cây đuốc nè. Rồi, cầm cây đuốc theo để cho an toàn. Tôi không cần zombie, tôi cần nhện cơ. Đây rồi. Đây rồi, một em Spider-Man đây rồi. Ui đấy. Rồi lấy được sợi nhện. Rồi đi ngủ luôn cho trời sáng, không rảnh đâu đánh nhau mấy con quái vật. Ok, trời sáng rồi, để tôi diệt luôn con zombie rồi đi. Ok, đi ra chỗ khác. Ok, đặt cái bàn chế tạo ra, sau đó chúng ta sẽ chế cho chúng ta một cái này. Bấm vào đây và chế ra được. Ok, đen. Đây rồi. Đấy, xài. Nhìn là xịn xò liền, hình như là ngồi ở đây là chúng ta sẽ được tặng ngay một bộ đồ và vũ khí. Đây rồi, mặc vô. Nice. Anh em nhìn tôi ra dáng một thợ săn Titan đúng không mấy ông? Nhìn hơi bị ngầu quá nha. Hình như tôi nhớ là ở trong cái mod này là chúng ta cầm cái kiếm là chúng ta sẽ có thể chạy nhanh hơn nè. Là khỏi lo bị con Titan đuổi rồi. Tiếp theo nữa là hình như là có thể giết 10 con Titan là sẽ được lên cấp 2, là sẽ được bộ đồ xịn hơn. Bây giờ tôi sẽ thử với lại con Titan to đùng ở trước mặt chúng ta nha. Đây, tôi sẽ thử diệt con đó cho mấy ông xem. Đây, bây giờ là hình như lại gần nữa nè. Theo như tôi xem phim hình như là phải đánh vào gáy của nó đúng không? Đây, bấm vào gáy của nó, leo lên. Còn gì nữa đâu. Chưa kịp làm gì luôn. Trời má ơi, tôi còn chưa kịp làm gì luôn. Tôi bị con nó tiêu diệt mất tiêu rồi. Rồi xong. Bây giờ đồ tôi nằm dưới chân nó. Giờ sao tôi lại gần nó. Ôi, ui, đuổi. Ôi trời. Bây giờ sao trời. Giờ đồ tôi nằm ở dưới chân con này. Giờ sao lại lấy được. Xì ba. Khó ta. Ôi đây. Đồ bên này. Ơi bạn ơi, không đùa nha. Mình lụm lấy đồ. Từ từ. Lụm từ từ thôi. Cứ chừng nó thấy tôi. Trời cái con này. Quay đi. Cây tiêu. Trời má ơi, sao vừa mới vô mà tôi cảm giác như là thế giới này bất ổn quá mấy ông ơi. Giờ sao lụm lại đồ đánh nhau bằng nó đây. Chắc là bây giờ chạy lại lụm đồ xong chạy thật xa thôi. Ui, trời ơi, khó tí à. Bây giờ là chỉ còn cách là dụ cho nó chạy xa cái chỗ đó ra thôi. Bây giờ tôi sẽ đứng ở một cái chỗ đó cho nó chạy lại chỗ tôi. Rồi, qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Rồi, đi theo mình bạn ơi, qua đây bạn ơi. Ok, rồi, chắc là đủ xa, chắc là đủ xa. Đủ rồi. Bây giờ chỉ cần lại đây lụm lại bộ đồ. Hy vọng là nó không thấy tôi. Mặc bộ đồ vô nè, rồi, còn thiếu cái kiếm, ok. Rồi, ok, lụm lại đủ đồ đó, cái con Titan này chết tôi. Bây giờ anh em xem tôi thể hiện đây nha. Nãy giờ tôi diễn rồi, bây giờ tôi bắt đầu tôi quen với game này rồi. Hình như là mình
bắn xuống đất là mình sẽ có bay lên trời được nè. Đó, ok rồi. Quay Titan, lại đây. Lại đây. Chạy nè. Ui, nó chạy nhanh như vậy. Ui, Titan chạy nhanh gì? Con Titan này chạy đúng nhanh luôn mấy ông ơi, nó đuổi. Trời ơi, cứu con má ơi. Leo này. Trời ơi, con Titan này nó chạy nhanh thật sự luôn á. Trời ơi. Nó đang đứng ở dưới đây. Từ từ, phải chém vô gáy của nó đúng không? Từ từ, bây giờ tôi canh nha, tôi nhảy xuống, tôi chém vô gáy của nó nè. Hey. Chém. Yes. Phải như vậy chứ. Trời ơi, hợp lý rồi, một con đầu tiên. Một con đầu tiên, sau khi mà chém nó xong là nó sẽ biến mất. Ok. Rồi, ủa cái này là gì đây? Bên dưới này có gì vậy? Hầm bí mật. Ui, bên dưới tổ ong có hầm bí mật à? Được mà bên trong toàn mật ong thôi chứ không có gì hết trơn á. Thôi cài cứ lấy thôi. Vừa vô là tôi là giết được một con Titan đầu tiên rồi mấy ông ạ. Bây giờ là bắn xuống đất nè, xong ngước lên trời nè, là nó sẽ bay mình lên trời. Ok, tôi hiểu được cái này chơi sao rồi. Đây, mấy ông nhìn nha, bây giờ trước mặt mình là một con Titan thấy đúng không? Coi tôi thể hiện nè. Bay lên nè. Đó. Từ bay cao hơn xíu để mình canh cho dễ. Rồi chém nè. Chém. Ui, hụp ơi, chạy. Hụp. Ôi, ui, bay lên Phong ơi. Bay lên cao. Từ, cái này khó ta. Chém. Khó, cái này khó nha. Chém. Ui, đó. Yes, diệt được hai con Titan rồi. Ok, nói chung là bây giờ là có vũ khí rồi đó, là không còn sợ mấy con Titan nữa. Nhưng mà hình như là mình dùng nhiều á thì bình ga với lại kiếm là nó sẽ bị hỏng. Cho nên là tôi sẽ xem coi cách nào để chế tạo được lưỡi kiếm nè. Lưỡi kiếm là chế bằng sắt à. Ok, còn bình ga là chế bằng gì đây? Bình ga này là sẽ chế bằng một cái quặng. Cái quặng này là cái quặng này đúng không? Hiểu. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu sinh tồn như bình thường thôi, nhưng mà gặp Titan là tôi sẽ diệt bọn nó. Ok, có cần mang theo cái máy này không ta? Cái máy này cần mang theo không nhờ? Thôi bỏ đi, mình cũng dùng mà, cái này dùng được có lần à. Bây giờ mình sẽ lấy cái lò nướng với lại cái bàn chế tạo với lại cái giường, mình đi vòng vòng xung quanh đây, mình khám phá xung quanh coi là ở quanh đây nó có gì không để mình lượm đồ, mình loot đồ hả. Ê, tính ra là bây giờ là tôi có được cái bộ dụng cụ để tiêu diệt Titan này rồi. Bây giờ là tôi đi đâu cũng có thể chạy nhanh hơn rồi mấy ông. Đây, bên này có một con Titan. Rồi từ nãy tôi ngứa tay lắm rồi, tôi thể hiện giết mấy con Titan này coi. Đấy, bắn nè, bay lên trời nè. Lại đây, bay lên cao xíu. Rồi, chém. Ôi, đây ơi, một con nữa, ba con, hình như là giết 10 con là chúng ta sẽ được tặng quà hay sao á, được nâng cấp. Để tôi bay qua bên mấy cái chỗ bên đây coi bên đây có gì không. Có này tiện phết, bay nhanh nhờ. Nhưng mà dùng nhiều quá khi nào nó bị hết ga không ta? Thôi, đừng, dùng nhiều quá bị hết ga. Hình như là tôi thấy ở bên kia là nó có cái ngôi nhà hay gì kìa, từ để tôi bay qua bên đó thử coi, biết đâu là mình sẽ kiếm được đồ xịn ở bên đó. Hình như là ở trên đó hình như có người, chắc là cướp hay gì đó. Để tôi lên tôi diệt bọn nó luôn. Đúng, phía trên có mấy cái con gà. Con gà nổ hồi nãy, cái con này, con hồi nãy nổ tôi nè. Để tôi vô nhà. Ui, con này mạnh vậy, quýnh tôi phát thôi, tôi mất quá trời máu luôn. Không, tôi còn có một team rưỡi, tôi còn phải kiếm đồ ăn trước rồi tôi quay lại tôi lấy đồ sau. Đây, bên đây có mấy con cừu nè, để qua giết nó lấy thịt cái đã. Có thể dùng kỹ năng lên mấy con cừu nè, nhanh phết, chém một phát mà nó chết à. Ủa gì kỳ vậy ta, tính ra là tôi đã ăn no rồi nhưng mà tại sao tôi vẫn không hồi được máu ta, hay là cần có uống nước ta? Hình như trong đây là nó kêu mình là phải uống nước nè hay sao nè. Rồi để tôi chạy tôi kiếm coi cái chỗ nào có nước uống không. Đây, để đi ra ngoài cái hồ này uống miếng nước coi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, con gì giết tôi vậy? What the hell, đang đi uống nước mà. Trời ơi, con gì giết tôi trời ơi, mất hết đồ rồi. Xì bà, thiệt luôn á, vừa mới vô là thấy là bất ổn rồi đó. Ủa, từ, có ai đây? Ủa, anh Lệ Vi. Ui, anh ơi, có ăn cướp anh giúp em cái anh ơi. Anh tiêu diệt thằng đó giúp em cái anh ơi. Anh ơi, đây, cái anh này nhìn quen lắm nha. Hình như là, cái gì ta, Levi hả? Levi, hình như Levi mà mình gọi là Lệ Vi đi cho dễ gọi. Đây, hình như là anh Lệ Vi ở trong phim này đúng không? Anh cho em xin cái kiếm được không anh nhờ? Hay là anh đi theo em, anh bảo vệ cho em được không anh? Hình như con này là NPC cho nên là nó không có giúp ích được gì hết bạn ạ. Ok, đi lượm lại đồ đã. Ở chỗ này có cái rương, gì đây? Cà rốt vàng. Đồ xịn. Hay quá, có cà rốt vàng để ăn rồi. Ăn cà rốt vàng là hồi được máu. Bây giờ cái chỗ nãy tôi chết bên nào ta? Bên này, để qua lượm đồ đã. Hình như hồi nãy là tôi bị mấy con heo rừng nó hút chết hay sao á. Đúng, mấy con heo rừng tấn công được nha, mấy heo rừng tấn công tôi. Má ơi, đã yếu rồi mà còn gặp mấy con heo rừng này nữa. Đừng đuổi heo rừng ơi, xin đấy, làm ơn. Trời ơi.
Khởi đầu gian nan quá trời ơi. Đây rồi, nhặt lại được đâu rồi, mấy con heo rừng này xuống dưới nước thì bọn nó sẽ chậm. Ok, leo block lên, đặt block leo lên. Ai, ui, đặt block mà con heo vẫn leo được. Cái gì vậy, đặt block leo lên cao mấy con heo vẫn leo lên được. What? Đây ơi, mặc bộ đồ vô, mấy con heo này kỳ này chết tao. Ok, đây. Heo rừng này, để tôi qua tôi xử hết cái đám heo này đã. Heo rừng chúng tôi lại đây. Ok, tôi diệt xong mấy con heo rừng rồi đó, giờ đi ngủ cái đã cho trời sáng nè. Cay với heo rừng thế. Game này hình như là muốn hồi máu là phải uống nước hay sao á. Từ từ tôi qua coi. Uống nước là mình ship xuống mình uống đúng không? Ủa, sao uống được ta? Hay là nước này không cho uống nha? Hình như là ở trong đây muốn uống nước là phải chế ra cái bình nước, sau đó uống thì phải. Đây có cái bình mật ong này để tôi uống thử rồi được không? Đây, lấy cái bình nước, sau đó múc nước ở dưới sông lên uống. À, đúng, mình phải có cái chai mình mới uống được. À, uống thì nó mới hồi máu, là phải ăn no, còn phải uống cả nước nữa thì mới hồi máu được nha mấy ông. Khó thực sự. Bây giờ là đang có nhiều máu rồi nè, để tôi chạy vô bên cái nhà bên của mấy thằng cướp bên kia để tôi qua mấy đó tôi diệt bọn nó xong tôi lượm đồ coi. Đây rồi, đi vào trong nè, hình như nãy có thằng đứng ở đây nè. Đâu rồi ta? Có không? Đâu rồi? Ồ. Nó đi rồi, lượm đồ đâu. Vàng. Úi, lại là vàng, hợp lý luôn. Chế táo vàng ăn là hợp lý. Đấy. Bên này có mấy cái bó lúa nè, lượm để làm bánh mì luôn. Bây giờ là bắt đầu sinh tồn là cần đồ ăn nhiều lắm. Thôi là bị đói là không đánh được với mấy con Titan đâu. Nếu như mà mấy ăn cướp đi mất tiêu rồi thì tôi nghĩ rằng là cái nhà này là hợp lý với tôi nè nha. Ê, tính ra là khỏi cần xây nhà luôn nha. Hợp lý hay là mình lấy cái nhà luôn ta? Được, tôi lấy cái nhà luôn đi. Tôi sẽ đặt cái giường ở đây. Lấy cái này làm cái nhà của tôi luôn. Đấy, khỏi cần xây nhà, có nhà ở luôn, hợp lý. Tôi sẽ cố gắng cày lên trong tập này, tôi sẽ giết khoảng 10 con Titan để tôi lên được cấp 2 là chúng ta sẽ được vũ khí xịn hơn hay sao á. Đây, tôi bắn nè, bay lên trời nè. Rồi, lại gần. Chém. Ui, hụp. Ui, hụp. Ui, kiếm hỏng. Từ, kiếm cái cây gì đó leo lên nè. Trời, con Titan này chạy hơi bị nhanh luôn nha. Từ, kiếm gãy mất tiêu rồi. Bây giờ là thay kiếm là nút này đúng không? Ai, ok, thay kiếm rồi. À, đây nó đang đứng gần cái cây để tôi lại gần ngay cái cây luôn. Ok. Ui, con Titan này là nó phá cái cây được. Đây. Tôi phải bay lên trên cao xong vũ lại gần nè. Chém. Ok, rồi, 4 con. Dạ, hợp lý. Rồi con thứ 5 bên đây nè. Ồ. Phải chém một phát là ăn luôn. Đó, đúng, phải như vậy nè. Để mà nó bắt được cái là nó đập một phát thôi là chết các bạn ạ. À. Ok, được 5 con rồi nè. Ở bên đây là cái gì đây? Bên đây là than hả? Ok, được. Đào mấy cục than rồi đem về nướng thịt. Bây giờ là tôi nghĩ rằng là tôi cần phải đi một vòng quanh đây để xem coi ở xung quanh đây là nó có nhà hay là cái gì nữa không để tôi loot đồ. Đó, nói chung là khỏi cần đi mai luôn, đi loot đồ thôi. Bây giờ tôi sẽ chụp lại tọa độ nhà của tôi, chụp lại để tránh bị lạc đó mà. Theo như mà tôi nhìn thấy thì xung quanh đây toàn là rừng thôi chứ cũng không có gì bên đây cả. À đây, thấy rồi, một ngôi nhà, thấy rồi. Cái gì đây? Một ngôi nhà của ai đây? Bay qua đó xem thử coi. Đây. Ui, cái nhà này đẹp quá ta. Có gì trong không? Nhà này là nhà của dân làng hay sao á? Ở trong đây nhiều lúa nha. Được. Lấy cái lúa này làm bánh mì. Ê, sao tự nhiên thấy cái nhà bên này thấy nó đẹp đẹp hay là mình đổi qua nhà này ta? Thấy cái nhà đẹp đẹp nè hay là đổi qua cái nhà này ta? Cái nhà kia nó hơi nhỏ. Được rồi, tôi đổi qua nhà này luôn đi. Ui, bên kia cũng có một căn nhà, bên này cũng có một căn nhà, nhiều thế nhờ. Đây, để qua bên căn nhà bên này coi có gì bên trong đây. Ok, xem coi. Ủa, cửa sắt hả? Nhốt con gì trong đây ta? Nhốt con gì đây? Con này là con người sắt hả? Thả ra coi nó có giúp ích được gì không? Con này là con gì đây? Mình đánh mấy con này nó có rê được sắt không ta? Để thử coi. Có rê sắt không? Có. Lút luôn. Lượm. Ok, hình như trong đây còn mấy con nè. Nó quýnh mình không ta? Nó quýnh mình không nhờ? Hình như là không. Ê, có. Nó có quýnh. No. Trời ơi, bị kẹt. Trời ơi, cái gì vậy? Phong ơi là Phong. Cây tế lại chết. Giờ lại phải đi bộ lại chỗ đó. Trời ơi. Tôi thấy là tôi nên đặt cho cái tập 1 này là cuộc sống bất ổn của Phong Cận ở trong Minecraft. Thời đúng khổ luôn á trời. Bây giờ là phải đi bộ lại ngay cái chỗ đó nữa. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi tôi đến đó nha mấy ông. Chắc là hơi xa đấy. Ok, cuối cùng cũng tới nơi. Trời, từ nãy giờ tôi bị lạc đường. Tôi đi hình như từ nãy giờ phải 5-10 phút gì đó tôi mới tìm ra được lại cái chỗ này. Trời, may quá, đồ không mất. Nhưng mà mấy con này vẫn đánh tôi. À, Siba, bây giờ mấy con này đánh tôi vậy sao tôi lượm đồ ta? Chạy vô đóng cửa lại. Ok. Mày, cái kiếm rồi. Một con.
Lại đây bạn ơi, lại đây bạn ơi, lại đây bạn ơi. Dạ, yeah, có được 3 cục sắt ở đây để chế tạo cái cúp sắt. Ok, bây giờ là tôi đã có được một căn nhà ở đây sẵn rồi nè, để sống nè. Với lại là có thêm cả đồ ở đây cũng khá khá rồi, cho nên tôi nghĩ là tôi chắc tôi không cần phải đi mai sắt nữa. Tôi cũng không cần phải đi mai hay gì đâu, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ sống ở đây luôn. Mục tiêu tôi bây giờ sẽ là đi săn 10 con Titan. Để coi coi tôi lên được level 2 thì tôi sẽ được cái gì nha mấy ông. Đây, ở bên này có mấy cái rương nữa nè. Ui, tính ra nhiều đồ phết nha. Ui, táo vàng, hợp lý. Yes. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ở chỗ này có cái giường sẵn nè, nhưng mà có cái con người sắt ở trong đó. Để, cho nên là tôi sẽ diệt nó luôn. Mày. Ok. Rồi vô chiếm cái giường của nó. Có cái rương này có gì đây? Iron Grip là gì ta? Không biết nữa, cái này để nghiên cứu sau đi. Rồi đi ngủ. Dạ. Sáng ngày mai tôi sẽ đi vòng vòng để tôi săn tầm 10 con Titan. Ok, săn được 10 con Titan thì chúng ta sẽ được lên cấp. Có con Gripper nè. Giờ Gripper trong đây không còn đáng sợ như Titan nữa rồi. Để tôi giết mấy con Gripper, tôi lấy thuốc súng luôn. Hình như là mình lấy thuốc súng là mình có thể chế được cái đạn pháo gì đó ở trong phim á bạn, là mình bắn được mấy con Titan á. Bên đây nó có cái nhà gì đây ta, nhưng mà tôi nghĩ là để tập sau tôi sẽ khám phá cái nhà này thử coi bên trong có gì. Bây giờ tôi sẽ tập trung đi giết Titan trước. Bên này có hai con nè. Ok, bay xuống. Chém một con nữa. Trời, nhìn ngầu phải không? Nhìn chuyên nghiệp không? Chém. Ui, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Hết chuyên nghiệp, hết chuyên nghiệp, hết chuyên nghiệp. Chém. Yeah, 7 con rồi nè. Ơ, anh Levi lại gặp anh rồi. Nhưng mà anh Levi này không giúp được mình gì hết trơn á, từ nãy giờ anh đứng nhìn không à. Đây, được 7 con rồi nè. Ok, con thứ 8. Bay lên. Ui. Chém. Ui, hụt rồi. Nó bắt là chết. Ok, 8 con. Đây rồi, con thứ 9 đây rồi. Đây, con này là cái con ăn thịt mẹ của Eren nè. Được, để tôi trả thù cho Eren. Anh em nào xem anime thấy tức quá đoạn này, để tôi trả thù cho anh em xem. Bay lên. Chém. Ui, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Coi chừng bị ăn luôn đó. Chém. Ok, 9 con. Rồi, còn một con nữa là đủ nè. Để coi quanh đây có con nào không đây. À đây đây đây, thấy rồi, có một con ở bên đây. Ok, từ từ, bình ga mình còn nhiều không ta? Ga cũng sắp hết đây nè. Tôi nghĩ là tập sau chúng ta cần phải đi kiếm cái khoáng sản để chế ga. Thôi là chúng ta sẽ không bay được, không đánh được mấy con này. Ok, còn cuối cùng. Ui, một phát ăn luôn à. Chém. Rồi, rồi, rồi. Phải hai phát nha, hai phát. Phải hai phát nha. Chém. Rồi rồi, ba phát luôn mấy ông ơi, hụt luôn rồi. Chém. Trời ơi, bốn phát. Lần này phải trúng nè. Ui. Cây. Cây ơi. Má ơi, còn đúng có một con cuối cùng thôi đó mà cũng bị giết, thiệt đúng cây luôn trời. Từ nãy giờ may mà không mất đồ không thôi là xong luôn à. Từ từ, cái này mặc vô đây, mặc vô. Rồi, con Titan cuối cùng, xử luôn. Bay lên. Con này nãy giết tôi nè. Xử, thêm lần nữa nè. Xử. Đấy, lần này là phải được chứ. Ok, yes. Giết được 10 con rồi nè. Được, 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 được. Bây giờ là chúng ta sẽ được tặng một cái áo choàng. Hợp lý luôn. Ủa, nhưng mà mặc áo choàng này là mình không chạy nhanh được. Mặc áo choàng mình không chạy nhanh được. Mình cũng không bắn dây được luôn. À đây, mình được tặng thêm một bộ đồ nữa. Rồi, cái áo này chắc là tôi sẽ cất lại, còn áo này tôi sẽ mặc. Ok. Được tặng thêm hai cái bình ga nè. Là bốn cái bình ga. Ok, hợp lý luôn. Vậy là khỏi cần phải đi kiếm bình ga rồi. Rồi ok, đi về nhà thôi. Rồi, ok anh em ạ. Vậy là coi như trong tập 1 này ấy, là tôi đã có thể tiêu diệt được 10 con Titan đầu tiên. Và tôi đã có được rất nhiều đồ ở đây. Chơi không cần đi farm luôn, chỉ cần đi kiếm đồ thôi. Quanh đây có nhiều nhà mà. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là tập này đến đây cũng đã dài rồi. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và đừng quên là nếu như bạn thích tôi làm tiếp cái series này, đừng quên nhấn nút like cái video này. Nếu như video này đạt được 5.000 like thì tôi sẽ làm tập tiếp theo nhé mấy ông nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye. Rồi tôi đi săn Titan tiếp đây.